Kính thưa quý vị các bạn thân mến, sau đây tiếp theo mình sẽ làm phần thứ tư Công giáo huyền thoại và tội ác. Phần thứ tư là cái khố của Giê-xu trên thập giá. Thập giá là một dụng cụ giết người hết sức dã man, thường được các đế quốc cổ Hy Lạp và cổ La Mã sử dụng. Đây là một loại cực hình đặc biệt mà người La Mã và Hy Lạp chỉ dùng riêng cho các nô lệ hoặc dân các nước thuộc địa nổi loạn, chứ không áp dụng cho các công dân của họ. Trước khi bị đóng đinh, các tội nhân không phân biệt nam nữ đều bị lột trần truồng, tuyệt đối không có một mảnh vải nhỏ nào che thân. Khi bị treo lên thập giá, sức nặng của cơ thể làm cho các vết đinh đóng trên tay chân bị căng xé, khiến tội nhân bị đau nhức cùng cực nhưng không chết. Tội nhân phải sống để chịu những cơn đau buốt liên tục hành hạ trong một thời gian dài. Chỉ khi nào tội nhân kiệt sức không thể nâng đầu lên được nữa thì đầu sẽ cúi gằm xuống, khiến cằm gục vào ngực. Lúc đó tội nhân sẽ từ từ nghẹt thở, nghẹt cổ họng và chết ngộp thở, chứ không chết bị vì chảy hết máu. Trong trường hợp muốn cho tội nhân chết sớm hơn, bọn lính hành hình dùng cán giáo đập gãy xương ống chân của tội nhân, khiến cho tội nhân không thể nâng thân mình lên. Toàn thân sẽ rũ xuống và sẽ chết ngộp trong giây lát. Chúng ta cũng nên nhớ rằng trong ba người cùng bị đóng đinh một lượt với Giê-xu, chỉ một mình Giê-xu đã không bị lính La Mã đập gãy ống xương chân. Nếu Giê-xu bị đập gãy ống xương chân thì lịch sử nhân loại đã đổi khác và khá hơn bây giờ nhiều. Sở dĩ Giê-xu may mắn thoát chết vì có nội tuyến cứu bộ là đại úy La Mã chỉ huy toán lính hành hình hôm ấy, tên là Longinus. Y nguyên là một tín đồ bí mật của Giê-xu, mắc 15:2.39 và 27:2.54, Luca 23:2.47. Theo học giả Rất ở Nisa thì Nicodemus, Joseph of Arimathea và đại úy Longinus đều là những tín đồ bí mật của Giê-xu. Riêng đại úy Longinus về sau làm giám mục tại thành Cappadocia. Nicodemus là nghị viên quốc hội Do Thái. Khi còn ở Epha, Nicodemus bí mật viết thư cho vợ của Giê-xu là bà Maralena, báo cho biết Giê-xu sắp bị quốc hội Do Thái bắt để giao cho quân La Mã xử tội. Răng 11:2.53. Địa điểm hình tội nhân bằng thập giá thường ở những nơi công cộng như dọc đường lộ hoặc trên đồi cao để công chúng dễ thấy. Hình phạt xử tử bằng thập giá vừa là một hình phạt về thể hình giống như lăng trì rất đau đớn và chết chậm, nhằm mục đích khủng bố tinh thần của đám dân nô lệ, và vừa là một nhục hình nằm sỉ nhục tội nhân vì suốt trong một thời gian dài tội nhân bị phơi thân trần truồng trên thập giá trước mặt công chúng. Sau khi chết, xác nạn nhân không được đem đi chôn mà đều bị vứt ra các bãi hoang cho chó rừng hoặc kinh kênh ăn thịt. Cho nên nếu không có đàn em tay trong đến cứu, Giê-xu sẽ có thể ở một trong hai trường hợp: hoặc thoát chết và bỏ lỡ cơ hội chịu chết chuộc tội cứu thế, hoặc đã bị quân La Mã vứt xác cho chó rừng ăn thịt chứ không còn nguyên thân xác sống lại đàng hoàng được. Nếu sống lại với thân hình không nguyên vẹn thì Giê-xu đã trở thành quỷ nhập tràng chứ không phải ngôi lời nhập thể. Giả sử do một phép thần thông nào đó, Giê-xu đã sống lại và bay lên trời đúng như Thánh Kinh Tân Ước mô tả, thì ngày nay Giê-xu cũng mới bay được 2/3 đoạn đường
từ trái đất đến sao Bắc Đẩu mà thôi. Vì sao này cách chúng ta 3.000 năm ánh sáng. Lịch sử phương Tây ghi nhận nhiều vụ hành hình bằng thập giá. Vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên, hoàng đế Alexander the Great của Hy Lạp đã xu quân tiến chiếm thành Tri. Vì bị dân thành chống cự, Alexander đã ra lệnh đóng đinh 2.000 dân của thành này. Vụ thứ hai rất nổi tiếng xảy ra năm 71 trước công nguyên, đó là vụ viên tướng La Mã Mắc Cui Rách xuất ra lệnh đóng đinh 6.000 nô lệ có liên quan trong cuộc nổi loạn của nô lệ Spartacus. 6.000 cây thập giá mang sắc người đã được dựng lên dọc theo con đường vài chục dặm từ Kupua đến Roma. Đến thế kỷ thứ tư sau công nguyên, triều đại Constantine ra luật hủy bỏ lệnh cấm đạo Kitô và bỏ luôn hình phạt chả mang này. Hiển nhiên Giêsu là một trong những số nạn nhân đã bị người La Mã xử tội bằng cách đóng đinh trên thập giá. Thế nhưng người La Mã sau này lại không nhận tội giết Chúa mà lại đổ cho dân tộc Do Thái đã giết Ngài. Đó là nguyên nhân chính yếu gây nên họa diệt chủng Do Thái triền miên trong gần 2.000 năm qua. Dưới thời bị La Mã đô hộ, người Do Thái không có quyền xử tử bất cứ tội nhân nào mà không có phép của chính quyền La Mã. Khi Do Thái còn độc lập thì theo tục lệ và luật pháp cổ truyền, tử tội bị dân chúng ném đá cho đến khi thấy tội nhân không nhúc nhích cự quậy gì nữa. Dân tộc Do Thái chưa bao giờ giết người bằng cách đóng đinh nạn nhân vào thập giá. Dân Do Thái quả đã không giết Giêsu và kẻ thật sự giết Ngài, đế quốc La Mã. Học giả Do Thái Leonard Jackson, tác giả của The Jesus Confession, To Triumph Over Anti-Semitism, đã viết: từ nhiều thế hệ, danh từ Messiah Kitô đã truyền đời trong dân Do Thái theo tiếng Hebrew, có nghĩa là vị vua được Thiên Chúa sức dầu, chúc phúc và cứu dân Do Thái khỏi bị áp bức. Trong thời của Giêsu, dân Do Thái mong chờ Chúa cứu thế sẽ đập tan quyền lực của đế quốc La Mã và phế bỏ vị vua hiện hữu đang cai trị Do Thái để thay thế bằng hậu duệ của minh quân David. Sau khi Giêsu chết, niềm tin Ngài là Chúa cứu thế bị lung lay, vì theo truyền thống đạo Do Thái không có Chúa cứu thế chết. 4 thế kỷ sau cái chết của Ngài trên thập giá, hoàng đế La Mã Constantine đã dùng cây thập giá giết Ngài để làm huy hiệu cao quý cho cả đế quốc. Constantine tuyên bố: dưới dấu hiệu thập giá, ta sẽ chinh phục thế giới. Constantine xua quân đi chinh phục tới đâu, truyền đạo Kitô tới đó. Chẳng bao lâu, toàn đế quốc La Mã trở thành các nước có đa số dân đạo Kitô. Ai theo đạo thì được các quân lính mang huy hiệu chữ thập bảo vệ. Ai kháng cự tất nhiên sẽ phải chịu hình phạt. Dần dần các dân theo đạo cảm thấy cây thập giá như một thứ bùa hộ mệnh và hoàn toàn quên mất thực chất của nó là một dụng cụ giết người cực kỳ hiểm ác. Họ bắt đầu nhìn cây thập giá như biểu hiện cho tình yêu đau khổ của Chúa Giêsu, và cũng từ đó họ gọi cây thập giá là thánh giá. Tại các nhà thờ, những bài kinh ca ngợi thánh giá xuất hiện: chúng tôi kính mừng cây thập giá là cây đã chuộc tội chúng tôi, là cây lành thánh sang trọng, là đơn linh nghiệm, là tàu vượt biển, là chìa khóa mở cửa thiên đàng, là cành cây đầy búp bông hoa quả, là cây đã chở mình Chúa tôi. Chúng tôi trong cây, trong cày cây thánh giá đưa chúng tôi qua khỏi gian nan tới nước thiên đàng bên cạnh Chúa. Trong các nhà thờ hồi đó không có ảnh tượng của Chúa và các thánh. Thực sự vào thời đó chưa có nhà thờ hay đại thánh đường, mà chỉ là những phòng hội không có bàn thờ hay một ảnh tượng nào.
Các tín đồ đến nhà hội nghe những tín đồ khác thuyết trình một đề tài nào đó về đạo, rồi họ cùng nhau cầu nguyện chung. Lúc đó chưa có ai biết hành nghề linh mục. Làm lễ xong, cho bổn đạo ăn chút bánh dính răng, rồi thu tiền khán giả xem lễ như bây giờ. Từ thế kỷ 5 sau Công Nguyên, các họa sĩ của nhà thờ bắt đầu vẽ hình cây thánh giá cho trơn tru. Nhưng dưới chân thánh giá có một con chiên màu trắng. Con chiên đó tượng trưng cho Chúa Giê-xu, vì trong thánh kinh Chúa Giê-xu được gọi là con chiên của Thiên Chúa. Theo cổ tục đạo Do Thái, mỗi khi muốn tạ lỗi với Thiên Chúa, người ta giết một con chiên gọi là cừu non hay dê làm vật hy sinh thay cho mình để Thiên Chúa tha tội. Bản thân Chúa Giê-xu được tín đồ coi như là một con chiên của Thiên Chúa, đã chịu chết trên thập giá làm của lễ hy sinh cao quý vô cùng để chuộc tội cho toàn thể loài người. Sang thế kỷ thứ 6, các họa sĩ nhà thờ tiến thêm một bước nữa là vẽ hình Giê-xu mặc áo dài trắng, hai tay giang ra trên thanh gỗ ngang, hai chân chùm lại và đứng lơ lửng trên thánh giá. Hai tay, hai chân của Ngài để lộ những dấu đinh rướm máu. Cũng trong thế kỷ thứ 6, Chúa Giê-xu bắt đầu được tôn xưng là vua và gọi Ngài là Chúa Giê-xu vua. Cái thập giá khổ hình ngày xưa bỗng nhiên biến thành cái ngai cao quý hơn bất cứ cái ngai vàng nào khác của các vua chúa thế gian. Chúa Giê-xu đã nghiễm nhiên trở thành vua của các vua, King of Kings, trong toàn thể đế chế đế quốc La Mã. Họa sĩ nhà thờ vẽ ảnh Chúa đứng dựa vào thánh giá, nét mặt nghiêm nghị oai phong như không còn một chút đau đớn nào trên cơ thể. Nét mặt Ngài tỏa ánh hào quang của kẻ đã chiến thắng cái chết và đã sống lại hiển vinh để cai trị toàn thế giới cho đến muôn đời. Hình ảnh này của Chúa Giê-xu đã tồn tại qua nhiều thế kỷ trong các nhà thờ tại Âu Châu. Sau khi giáo hội Công giáo Hy Lạp tách rời khỏi Công giáo La Mã vào thế kỷ 11, trở thành chính thống giáo, các họa sĩ Hy Lạp có sáng kiến về hình Chúa bị đóng đinh vào thánh giá. Đầu của Chúa đội mão gai, máu chảy đầm đìa trên trán và trên khuôn mặt đau khổ. Những dòng máu chảy dài từ hai bàn tay xuống tới hai bên nách. Nhát giáo đâm cạnh sườn đã tạo thành một vết thương mở toang. Máu từ tim Ngài chảy xuống thành một dòng chảy lớn trên những xương sườn. Khắp thân Chúa còn in hẳn lên vết nhiều vết roi bầm tím. Các họa sĩ nhà thờ đua nhau đem hết tài năng của mình để lột tả mọi sự đau đớn mà Chúa phải gánh chịu vì tội lỗi loài người trên thập giá. Nhưng mọi tài năng và mọi sự tưởng tượng phong phú của các họa sĩ cuối cùng đã phải dừng lại ở cái khổ. Không một họa sĩ nào dám đi xa hơn cái khổ của Giê-xu trên thập giá. Trải qua nhiều thế kỷ, tới nay vẫn không có một ai dám đủ can đảm khắc họa đúng sự thật hình ảnh của Chúa trên thập giá. Sự thật là bọn lính La Mã đã lột hết quần áo của Ngài. Chúng đóng đinh treo Ngài trên thập giá với một thân xác trần truồng. Cái khổ ta thấy trên tượng Chúa hiện nay là một sản phẩm hoàn toàn ngụy tạo. Cái khổ đó tuy nhỏ xíu nhưng lại là một tấm màn vĩ đại che đậy toàn bộ bí mật của đạo Kitô. Gần 2.000 năm qua, giáo hội Kitô không dám vén cái khổ của Chúa lên vì sợ để lộ cái vết cắt da quy đầu của Chúa. Bởi Chúa là công dân Do Thái 100%, là tín đồ của Môi-se 100%, là đệ tử của John Baptist
100%, và là nạn nhân của đế quốc La Mã 100%. Ngài là một con người bình thường như mọi người chúng ta. Ngài chỉ khác chúng ta ở chỗ Ngài được bọn đế quốc thần thánh hóa bằng huyền thoại Kitô, để chúng núp đằng sau trục lợi. Bản thân Ngài chẳng được lợi lộc gì trong việc Ngài được chúng tôn lên làm Thiên Chúa. Chỉ có bọn đế quốc được hưởng lợi mà thôi. Đạo của Chúa được bọn đế quốc truyền đi bằng gươm giáo của những đoàn quân Lê Dương, bằng giàn hóa, bằng tàu bè súng đạn của chủ nghĩa thực dân cũ mới, và đủ thứ mưu trước bịp bợm tinh vi. Người ta vẫn tiếp tục đóng khố cho Chúa để che giấu mọi sự thật về Ngài. Bởi lẽ nếu mọi người biết rõ sự thật về Chúa thì đạo Kitô sẽ không còn nữa. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Với đề tài sau, mình sẽ làm tiếp tục là các tu sĩ dòng tên, phần thứ 5. Mời các bạn chú ý lắng nghe và theo dõi. Nhớ đăng ký kênh để có những bài viết mới